Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình đến một địa điểm mới để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi mai. Đó là nhà của anh Quý. Xin chào anh Quý. Rồi, chào anh Tấn. Mình tên Quý, ở xã Tân Hưng, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Hôm nay mình có 13 phôi mai giao lưu cùng cả cô chú anh chị ở gần nghỉ xa hậu dùm cho mình. Mình nay nay là có bao nhiêu phôi mai vàng, bao nhiêu phôi tứ quý anh Quý? Có 12 phôi vàng, một phôi tứ quý. Rồi mình ship như thế nào anh? Dạ em ship toàn quốc. Là bao ship luôn? Dạ bao ship. Rồi bao ship toàn quốc nha quý vị. Rồi số điện thoại mình để trên tiêu đề nha quý vị. Rồi số điện thoại đó mình để tiêu đề. Thì trong quá trình xem á, thì quý vị cảm thấy thích khi nào thì alo trực tiếp cho quý nhân quý vị. Rồi cũng không quên, quý vị đã xem và đăng ký ủng hộ kênh của mình trong thời gian qua. Quý vị nào xem chưa bấm đăng ký ủng hộ giúp mình quý vị ơi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi mình vào cái số 1 luôn quý vị. Cái số 1 của em ai tứ quý nha quý vị. Em xem vòng luôn quý ơi. Rồi em cho cái chiều cao trước đi, quý ơi. Rồi tới giót bên đó là nhiêu? Mét mấy quý? 1m9. Nhiêu? 1m09. Bấm thước rồi đó. Rồi đọc 1m19. Rồi 1m19 quý vị ơi. Rồi cái gì em nhắc lại cho. Còn ở đây có một nhánh bay ra ha quý vị. Đây nhánh bay ra đây. Rồi cho cái hoành luôn. Rồi hoành này là 25 nha quý vị. Rồi rút thước. Rồi một vòng đế luôn. Này mã số 1 là mai tứ quý nha quý vị. Xây tiếp mạnh nhanh chút nữa. Rồi giá nhiêu đi quý? Dạ có giá 1.8 à cô chú. Rồi 1.8 nhân quý vị. Rồi xuống cây. Rồi mình lên cây số 2 luôn. Rồi bắt đầu mã số 2 trở về sau là mai vàng hết nhân quý vị. Rồi mã số 2. Rồi quay một vòng. Rồi cho cái chiều cao luôn anh Quý ơi. Rồi khoảng 1m4 ha anh. Rồi khoảng 1m4, cái thước của mình đó là 1m5. Thì mình đo đó, mình ước lượng khoảng là 1m4. Rồi tay cành đây quý vị. Rồi cho cái hoành luôn. Dán này cũng phải lắc nhẹ. Đo chụp lên xíu nó bị dướng cái cục đó. Rồi cứ đo đại trên đó đi. Rồi hoành 29 quý vị ơi. Rồi rút thước. Rồi dòng đế đây. Trải cũng đều ha. Cái này cũng già cây với nè, cục vậy ha. Rồi cây nền giao lưu giá nhiêu anh Quý? Giá 2 triệu anh Tuấn. Rồi 2 triệu nha quý vị. Rồi xuống cây. Ơi coi chết. Rồi mã số 3. Rồi mã số 3. Rồi cho chiều cao luôn anh ơi. Rồi đo ở đâu cũng được. Rồi 1m5. Khoảng 1m5 nha quý vị. Thước đó mình 1m5, nếu mà đo thiếu một khúc là 1m4. Rồi tính 1m4 đi ha anh. Rồi cho cái hoành luôn. Hoành 18 27 anh ơi, 28 yếu tính 27 ha. Rồi rồi cái này giao lưu nhiêu? Giao lưu giá 1.5 anh Tuấn. 1.5 quý vị ơi. Rồi xuống cây.
Rồi mã số 4 lên cây. Đây, mã số 4 nha quý vị. Rồi cho chiều cao luôn anh ơi. Mét tư luôn quý vị ơi. Ở trên có một số tay cành. Quành này chắc cũng hơi mini. Rồi đó khoảng giáp thước qua đây. Rồi 24 quành. Rồi xây một vòng đế luôn. Đế nơm. Rồi đế nơm. Rồi giá nhiêu anh? Rồi giá 800.000 luôn. Rồi 800.000. Cây mã số 4 quý vị ơi. Rồi xuống cây. Rồi mã số 5. Rồi mã số 5 đây. Rồi cho chiều cao luôn anh ơi. Hết thước. Khoảng 1m6 quý vị ơi. Rồi cho cái quạnh luôn. Hai mươi ba quạnh. Rồi xem một vòng đế. Rồi giá là giao lưu mình giao lưu nhiêu? Giao lưu 900.000. Rồi 900.000 bao ship toàn quốc luôn nha quý vị. Rồi xuống cây. Rồi lên cây số 6. Đây mã số 6 đây quý vị. À cái này được bẻ sữa từ nhỏ. Rồi cho chiều cao luôn anh quý ơi. Cứ mỗi cái eo vậy là có một tay cành hết. Rồi chiều cao 1m2. Rồi cao 1m2. 1m22. Rồi hoành luôn. Rồi lậu mặt thước kia. Rồi 19 hoành quý vị ơi. Rồi dòng đế luôn. Rồi mình giao lưu cái này nhiêu? Giá 1.2 triệu. 1.2 triệu cái mã số 6 nha quý vị. Rồi xuống cây. Rồi mã số 7. Rồi mã số 7 đây quý vị. Có dán bye bye. Rồi cho chiều cao luôn. Cao 1m20. Rồi 1m20 quý vị ơi. 1m19 đi. 1m19 hả? 1m20. Đây cũng chênh lệch phân. Rồi cây này mình thấy hơi xù xù. À hơi xù xù ha. Đó. Này cũng hơi xù xù. Rồi 23 hoành. Rồi. Xen vòng. Này cũng hơi xù ở góc ha. Đó. À, cái này giao lưu nhiêu quý? À, giao lưu giá 1.2 triệu luôn cô chú. Rồi 1.2 triệu luôn ha. Rồi xuống cây. Rồi cái mã tiếp theo là mã số 8 quý vị ơi. Số 8 đây. Rồi cho chiều cao luôn. Rồi chiều cao chắc khoảng 1m7 đây. Rồi cao khoảng 1m7 quý vị ơi. Rồi cho cái hoành luôn. Rồi 21 quý tính 20 anh ơi. Rồi 20. Dạ. Tay cành hơi đều đều. Đang quay góc khỏi nó quay tay cành. Rồi giao lưu nhiêu anh? Giao lưu 700.000. 700. Rồi xuống cây. Rồi
Rồi mã số 9. Rồi mã số 9 đây quý vị. Rồi cây này chắc cũng cả tầm tầm mấy cây nãy ha, 1,5 m, 1,6 m vậy đó ha, nhưng mà phải đo thử coi. Rồi 1,5 m quý vị ơi, hết thước dây. Có con số tay cành luôn. Rồi cho cái quành luôn. Rồi 23 quành. Rồi. Rồi cái này mình giao lưu nhiêu anh quý? Giao lưu giá 700 ngàn luôn cô chú ơi. Rồi 700 ngàn luôn. Bao ship luôn. Rồi mã số 10. Phải không? 10 dưới. Ủa? Tới số 11 hả? Mã số 10 ở đâu? Đây đây. Rồi mã số 10. Rồi cho chiều cao luôn. Thì đo đâu tính đó, đo ngay mặt cắt thì tính mặt cắt. Nhiều anh? 1 thước 11. Rồi 1m11 quý vị ơi. Rồi cái đế hai lắc ha. Rồi cho cái hoành luôn. Rồi nó bị kẹp cái đầu thước. Rồi 20 nhiêu em? 27 anh. Rồi 27 của anh. Để nôm. Để xè cũng đều ha. Dạ. Rồi cái này giao luôn nhiêu em? 1,2 triệu tấn. Rồi 1,2 triệu. Rồi đưa cây số 11 lên. Đây cây số 11 đây quý vị. Rồi cho chiều cao luôn đi, anh quý ơi. Rồi rồi tới mặt cắt thôi. Rồi 50. Rồi tới mặt cắt là 50 nha quý vị. Rồi cho cái quành luôn. Cái quành 27 luôn. Rồi 27 quành luôn. Rồi xen vòng luôn. Rồi báo giá luôn. Dạ giá 400 ngàn luôn. 400 ngàn luôn. Rồi mã số 12. Rồi 12 đây, rồi đo tới mặt cắt thôi cũng được. Rồi 38. Rồi 38. Rồi hoành luôn. Hoành 26. Rồi 26. Có cũ nha, cô chú. Rồi báo giá luôn. Rồi giá 400 ngàn luôn. 400 ngàn xuống cây. Rồi mã số 13 quý vị ơi. Đây mã số 13 đây. Rồi cho chiều cao luôn anh ơi. Này chắc cũng cỡ 1,5 m à. Rồi 1,5 m quý vị ơi. 1,5 m ha. Rồi ở trên có một số tay cành nè quý vị. Rồi cho cái hoành luôn. Hoành 25 tính 24 đi. 24, hoành này 24. Dạ. Rồi 24 hoành nha quý vị. Con chú nổi xíu. Dạ. Rồi báo giá luôn. Rồi giá 800 ngàn luôn rồi cô chú ơi. 800 ngàn mã số 13. Cũng là hết rồi ha anh quý. Dạ, cây này cũng cây cuối cùng của clip ha. Clip em cô chú. Nhìn lên nhìn lên. Rồi, rồi quý giá mình đến đây là kết thúc rồi quý vị ơi. À, quý vị xem mà cảm thấy mình muốn giao lưu cây nào thì alo trực tiếp cho anh quý nha quý vị. Rồi số điện thoại của anh quý mình để trên tiêu đề.
Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào video tiếp theo. Rồi, chào cô chú.